Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang quay chương trình cuối tuần tuyệt vời với concept Christmas, là ngày lễ Giáng sinh, một cái ngày lễ mà Jun rất là yêu thích. Năm nào Jun cũng rất là háo hức đón chờ cái ngày này luôn. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy Birthday. Xàm quá, xin chào tất cả mọi người. Mình là Kay. Và nhân dịp Giáng sinh đã đến thì Phúc muốn gửi một lời chúc Giáng sinh an lành và cũng như là ấm áp nhất đến tất cả quý vị khán giả, tất cả các bạn fans của cuối tuần tuyệt vời Amazing Saturday. Sẽ có một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc, ấm áp với người thân, gia đình, bạn bè, người yêu, người thương của mình. Bây giờ là dịp cuối năm, chúng xin chúc tất cả mọi người không chỉ là dịp cuối năm và còn là một dịp đầu năm nữa. Chúc cho nhà nhà sẽ luôn luôn bình an, tất cả mọi người ngập tràn trong tiếng cười mỗi ngày. Mong là mọi người sẽ cùng xem chương trình cuối tuần tuyệt vời bên gia đình của mình và cùng có thật nhiều niềm vui cùng với nhau ạ. Nhân dịp Giáng sinh thì xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh thật là an lành, luôn hạnh phúc nè, đầm ấm bên gia đình nha. Trường Giang cũng không có gì ngoài những lời chúc. Chúc cho quý vị khán giả xem đài, chúc cho quý vị khán giả luôn yêu thương, chúc cho quý vị khán giả sẽ có những cái tình yêu của cuộc đời mình. Chúc cho quý vị có một Giáng sinh an lành, một năm mới bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình. Và mọi người ơi, mọi người hãy đón theo dõi chương trình cuối tuần tuyệt vời vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3 ngày Chủ nhật hàng tuần và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment. Merry Christmas. Đón xem cuối tuần tuyệt vời phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.